mà không lành bệnh thì cũng không sao. Bác sĩ có thể thông báo chúng ta là chúng ta bị bệnh ung thư cái gì đó, chúng ta sẽ chết. Nhưng mình cũng thông báo cho bác sĩ biết rằng bác sĩ trước sau gì cũng chết. Quan trọng là gì? Tôi có giữ khóa tu niệm Phật, tôi chết tôi lên cõi trời. Ông không có giữ khóa tu, ông không tu, ông chết ông không được lên cõi trời. Đúng không? Tự chúc mừng mình đi. Chết mà tôi lên cõi trời. Còn chia buồn với ông bác sĩ, chết chưa chắc lên cõi trời. Đúng không? Chứ ông bà có câu là chết trước được mồ được mã, chết sau bổ ngã bổ nghiêng. Đúng không? Nếu mình có tu mình chết thì mình được mồ được mã, còn không tu mà chết thì nguy hiểm lắm. Câu 18: từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, còn 5 phút phù du nữa. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, tận cùng của khổ đau, từ vực sâu của vòng sinh tử luân hồi, chúng ta có duyên lành được mời dậy đến đây để dự khóa tu Phật thất, để mà nghe chánh pháp. Quý vị đã được thượng tọa trụ trì mời về đây để tu, mà người tu thì được an lạc hạnh phúc, lên đến qua cửa thần phù. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cảm ơn thượng tọa trụ trì. Cảm ơn thượng tọa trụ trì đã mời quý vị đến đây tu. Đúng không? Từ vực sâu nghe lời mời đã vậy, nghe lời mời của thượng tọa trụ trì mình mới đến đây mình tu được. Chứ nếu chùa này đóng cửa là quý vị có chỗ nào mà ngồi. Tràng pháo tay nữa, cảm ơn thượng tọa trụ trì. Nhất qua tam một tràng nữa đi. Câu số 19: ôi các bụi phận này, ôi các bụi phận này, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không tham nhiễm chấp trước bất cứ vật gì trên đời. Quan sát thân thể này, ôi các bụi phận này, cái thân phận chúng ta là các bụi. Xin người nhớ cho, ta là các bụi, ta là các, trở về các bụi xin người nhớ cho, đúng không? Ôi các bụi phận này, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Bị hành giả chánh niệm để gột rửa tham ưu tham sân, người hành giả biết như vậy, chánh niệm như vậy thì mới tẩy rửa được cái tham sân của mình. Người ơi nên nhớ, các bụi là ta, mai này chóng phai. Người nhớ cho, ta là các bụi, trở về các bụi xin người nhớ cho. Bài hát đó, đó là bài hát trở về các bụi. Câu số 20: vết mực nào xóa bỏ không hay. Câu cuối cùng: cái thân phận chúng ta cũng giống như một vết mực, không phải là các bụi nữa, mà cũng chỉ là một vết mực thôi. Mà vết mít vực này cũng không còn nữa, vết mực trên tờ giấy này cũng không còn nữa. Gì trên chùa chúng tôi có một bà cụ 90 tuổi, bà thì trước đây bà rất, cũng rất giàu có, và bà đến tuổi già thì con cháu có gửi vô chùa ở để tu, tu theo mấy thầy kinh kệ sớm chiều. Rồi sau đó thì bà từ trần, và khi bà từ trần như vậy đó thì con cháu thiêu quả táng, còn cái tro cốt để trong một cái hũ. Sau 7 tuần thất cầu siêu thì con cháu đem cái hũ cốt ra rải biển Vũng Tàu hết. Bây giờ cũng không còn nữa, và tìm một cái dấu vết nào, một cái hạt bụi nào của bà cũng không còn. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Cuối cùng là cũng không còn gì hết. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta mất đi, người ta chôn chúng ta, người ta thiêu chúng ta, 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau, 500 năm sau, chúng ta đâu còn gì nữa. Đúng không? Ôi các bộ phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thưa quý vị, hôm nay tại chùa Hoằng Pháp của khóa tu 56 Phật Thất, nhân dịp có triển lãm pho tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và hoan hỷ được ban tổ chức
yêu cầu đến đây để đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử đang dự khóa tu. Và qua một thời gian khoảng 1 tiếng 10 phút, chúng tôi đã trình bày tóm tắt ý nghĩa một phần nào trong bài hát Cát Bụi của nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn, phân tích về phương diện những lời dạy Đức Phật trong kinh điển.